Đây, lớp da nó đã ra rồi ha. Là cây này sống không chết. Mà hiện tại giờ mít cây này vẫn cho trái được các bạn ha. Nó vẫn còn sống mà không chết được đâu. Này, cảm ơn các bạn quay lại kênh mình Thiên Phiêu luôn nha. Đây hiện tượng mít bị xì mũ chết nha các bạn. Chết cây luôn. Thối trái luôn. Đây quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đây mít bị xì mũ này. Nó xì mũ. Có hai dạng xì mũ nha các bạn. Này, dạng xì mũ này. Một dạng xì mũ ướt, một dạng xì mũ khô nha. Trong khi dạng xì mũ khô thì cây vẫn còn sống được ha. Còn những xì mũ ướt gì là cây sẽ chết thôi mà. Này. Cây này nó chết rồi, mình sẽ cắt bỏ nó mà. Đây là một dạng xì mũ mà nó khô mà. Nứt da không? Khô này, cây này vẫn sống được mà. Trái này. Đấy, cân cảnh mà theo. Hơi tối. Da bị nứt gì nè. Da nứt các bạn ha. Này. Cây này vẫn sống, không chết nha. Như cây mình vừa chia sẻ hồi nãy đấy. Nó xì mũ mà bị nứt này. Nó xì mũ, vẫn bị xì mũ đó. Nhưng mà cây này vẫn sống. Vẫn cho trái, đúng không? Mít thái này trồng sợ nhất là bị xì mũ cây mà. Cây xì mũ phần lớn là đã bị chết hết. Đây, dạng xì mũ này như mình đã chia sẻ là xì mũ khô, cây vẫn còn sống nha bạn. Đây. Nứt da đó. Cây vẫn còn sống, đang cho trái ha. Đây, lá vẫn còn tươi xanh tốt nha bạn. Đây là một dạng xì mũ khô nữa bạn, xì mũ xong. Đây, dạng xanh nứt da ra, nhưng cây này không chết nha bạn. Cây vẫn sống nha. Xem. Cây vẫn tốt bình thường nha. Đây các bạn nhìn phía bên trong cái da nó nè. Này. Nó ra cái lớp lớp da mới này các bạn. Này. Thấy không? Da mới. Cây này nó không chết, nó còn sống nữa các bạn. Đây. Bạn thấy không? Dòng này. Gà lớp da mới rồi. Đây. Cây này vẫn còn xài được, còn mình vẫn để dưỡng lại nó vẫn tốt lên mà, vẫn cho trái nha. Đây là dạng xì mũ khô mình chia sẻ nãy giờ các bạn ơi. Cây nó đã ra da lại nha các bạn. Bạn nhìn thấy có gõ không? Đây nè, phía trong này nha. Da nó đã ra lại nè. Cây này nó không chết, nó vẫn sống rồi mà. Nó bắt đầu sống lại rồi đó. Này, phía trong này. Bạn thấy mà. Đây. Lớp da nó đã ra rồi ha. Là cây này sống, không chết. Mà hiện tại giờ mít cây này vẫn cho trái này các bạn ha. Nó vẫn còn sống mà, không chết được đâu. Cho ra trái này. Ôi, xì mũ này có hai dạng nha các bạn. Một dạng là xì mũ ướt là cây nó chết luôn, không sống nổi. Còn dạng mà xì mũ sau này nó khô lại, nó nứt da ra là cây này vẫn còn xài được, mình vẫn còn tận dụng được. Đây. Da nó ra lại này. Bạn thấy không? Xì mũ thì cũng có hai dạng. Chứ phần lớn hình như là khoảng 70% các bạn. 70% là cái mít xì mũ là đều bị chết đấy.
Dùng mít này cũng lớn tuổi rồi, lâu năm rồi chứ, bởi vì xì mũ cũng hơi nhiều nha. Tại đặc điểm cái mít này là ăn từ 4-5 năm trở lên là cây nó già cỗi xì yếu rồi mà. Đây, cũng xì mũ cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà mình biết cây nào mà xì mũ nó chết, còn cây nào xì mũ nó vẫn còn sống mình vẫn tận dụng được mà. Đây, cận cảnh các bạn xem. Ở trong nó dẫn ra lớp da mới nha. Anh em tôi vẫn chừa lại những cây mà còn sống, chất lượng vẫn không phải là đốn cái xì mũ là đốn hết. Đây đây, cận cảnh luôn các bạn xem đây. Xì mũ mà nó vẫn còn sống này, xì mũ vẫn khô này các bạn, thấy không? Phía bên vỏ này dẫn ra cái vỏ thân vỏ cây mới nha. Đây, rễ cây luôn, nó ra rễ luôn này. Bạn xem, cây vẫn còn tốt nha, xanh sum xê luôn. Mình còn tận dụng được, không có đốn đi thì nó phí cái cây quá. Vẫn cây vẫn cho trái mà. Đây nó ra lớp da mới này. Bởi vì không phải mít xì mũ là mình sẽ chặt bỏ hết, phá bỏ hết, không cũng hơi uổng, hơi tiếc nha các bạn. Nó có hai dạng xì mũ mà, một dạng xì mũ ướt thì cây nó chết, là mình cái đó là mình loại bỏ, đốn bỏ là đúng rồi. Đây cây này dạng nó bị xì mũ mà nó chết luôn các bạn, khô cây luôn á, chết rồi. Cây mấy cây này anh em tôi sẽ đốn bỏ, không có xài được nữa. Tại dương mít này cũng 5-6 năm tuổi mà già quá ơi. Mít này mít thái đặc điểm nó gì nữa, 4-5 năm trở lên là cây nó già, nó sẽ chết. Cây mà còn mấy anh em tôi còn tận còn thấy còn xài được này, không chết, cây vẫn còn tốt các bạn. Lá sum xê nha, tuy nó bị xì mũ nhưng mà da nó lành lên này, bằng thêm. Da nó lành lại không, cây này nó không chết nha các bạn, bởi vì mình có thể để được. Còn mấy cây mà xì ra là biết mình cảm giác nó xì mũ mà nó ướt á, chết luôn cây là mình cắt bỏ luôn, không có để cho nó chiếm vị trí của đất trồng mình. Cận cảnh các bạn xem này, da mới nó ra đây này, cây vẫn còn sum xê lá nha các bạn, không ảnh hưởng gì nhiều đến cây đâu. Mình còn cây này vẫn còn ra trái phát triển được, không có đốn nó. Đằng này cũng có một cây bị xì mũ này các bạn, thấy không? Này nha, lá cây vẫn phát triển bình thường, thì cái thân nó bị xì mũ đây, nứt da rồi nè, thấy không? Bệnh xì mũ này ảnh hưởng nhiều nhất đối với cây mít thái các bạn, nó gây thiệt hại nặng nề cho cây mít lắm. Những cây đang phát triển tốt anh em tôi vẫn chừa lại, không có chặt nó đi. Tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cây mà xì mũ vẫn còn cho trái cho các bạn xem nha. Đây ngay cả đây các bạn có thể nhìn thấy tổng cảnh cái cây mít bị xì mũ mà vẫn còn cho trái được các bạn, mình vẫn để tận dụng, không có chặt đi nha. Thân nó đã bị xì mũ rồi đây, thấy không? Nhưng mà cây vẫn còn phát triển mà, vẫn nên để. Đây trái nó vẫn ra đây, bạn thấy không? Trái nó vẫn ra vẫn đẹp, mình vẫn để mà. Cây bị xì mũ nhưng vẫn ảnh hưởng đến cây mà, nhưng mà nó có loại xì mũ chết liền, còn loại xì mũ nó vẫn sống, mình vẫn để được. Bởi vì bà con mình có trồng mít thái thì cũng
để ý mấy cái điểm này của con mít nha. Chắc bệnh siêu mũ này gây ảnh hưởng nặng cho mấy cây mít, mít lắm. Trái này vẫn ra nhưng mà ít thôi, không được nhiều như mít bình thường mình. Dùng mít thì nó già rồi, bởi vì nhiều cây nó bị cỏi, cằn cỗi. Thì trồng mít Thái này có điểm chung là gì mà mọi người cũng để ý ha. Đây. Trong khi đó anh em tôi đã trồng xen thêm những cái mít mít con vào trong vườn rồi đây. Nấu tiếp cái mít mà nó già cỗi cắt đi rồi nè. Thấy không? Mít con trồng cái bên rồi này. Lúc nào mít trong vườn cũng có. Bây giờ mình trồng nó chết cây nào thì trồng xen vào cái đấy. Mít con anh em tôi trồng cũng cái này cũng được 3 tháng nha bạn. Cây nó bắt đất rồi. Đây, cây này trồng cho được 1 tháng rồi đấy. Đây, cây nó phát triển. Cây phát triển rất là tốt nha bạn. 4-5 tháng rồi cây đấy. Thì cũng từ mít già chết đi mình em tôi dặm xen vào đấy thôi. Đây này. Mít nó già chết em trồng dặm thêm mít con kế bên đây. Thì cây nó phát triển bình thường mà. Đây bạn không? Gốc cây mít già nó vừa cắt đi này. Kế bên em ta trồng xen mít con vào đấy rồi. Ok, có tí xíu kinh nghiệm chia sẻ với anh em vậy nha. Có dịp thì em sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm tiếp theo nữa nha. Cảm ơn các bạn theo dõi nha.